Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta trì chú vào nước để chữa bệnh cho bản thân cũng như cho những người thân xung quanh của chúng ta. Xét về mặt tâm linh thì chú nguyện vào nước là một việc làm thông thường đã được thực hiện ở Tây Tạng. Việc này đã được các vị lạc ma và các vị hành giả thiền định và trì nguyện suốt để chữa bệnh cho những bệnh nhân. Việc làm này sẽ bao gồm họ sẽ thiền định nè và trì tụng những cái bài chú như là chú Đại Bi, niệm danh hiệu Phật Dược Sư, Quán Thế Âm, các vị Ta Ra, các vị Bổn Tôn vào nước. Còn xét về mặt cá nhân thì mình đã từng đi theo những cái đoàn hành hương để chữa bệnh về tâm linh. Thì cái phương pháp chung của họ sẽ là họ sẽ để một cái chai nước hoặc là một cái ly nước lọc ở trước cái bàn thờ của các vị thần Phật, và sau đó thì họ sẽ trì nguyện và cũng như đọc những cái bài kinh, bài kệ của vị thần Phật đó. Sau đó thì họ sẽ dùng nước đó và cho bệnh nhân uống và rửa mặt hoặc là rửa tay thì sẽ giúp bệnh tình được thuyên giảm. Còn xét về mặt khoa học, đã từng có một nhà khoa học người Nhật ghi lại những hình thể của nước qua các trạng thái khác nhau. Khi mà nước được nghe những cái lời yêu thương, những lời tâm tình của con người thì nó sẽ có những cái hình dạng như là những bông hoa, những bông tuyết rất là xinh đẹp. Còn ngược lại, khi nước được nghe những cái sự mắng mỏ, giận dữ thì nó sẽ biến dạng, co cụm lại thành những cái hình dáng sắc rất là xấu xí. Mọi người có thể tìm mua cuốn Bí Mật Của Nước và cuốn Thông Điệp Của Nước để hiểu rõ thêm về vấn đề này. Do đó, khi mà ta gửi những cái lời cầu nguyện, những cái bài trì chú vào nước thì nước nó sẽ ghi nhận, nó lưu trữ lại. Và khi mà ta đưa cái nước đó cho những người bệnh uống thì nó sẽ trở thành những cái chất dẫn hữu hiệu, đưa những cái lời cầu nguyện, những cái bài trì chú đó đi vào cơ thể của người bệnh. Nó sẽ giúp cho người bệnh, cái năng lượng của người bệnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, cũng như là sẽ giảm được bệnh một phần nào. Tất nhiên đây chỉ là một cái phương pháp, một cái mẹo nhỏ để hỗ trợ chữa bệnh thôi. Còn nếu mà chúng ta bệnh nặng thì vẫn cần phải điều trị theo cái phác đồ của các y bác sĩ đã đề ra. Và nó cũng không phải là thuốc tiên mà chúng ta có thể thực hành liền một lần là nó có hiệu quả ngay được. Chúng ta phải làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc là hàng năm thì nó mới có tác dụng mà giảm rõ rệt. Chúng ta có thể làm thử trong vòng một tháng, vài tháng và mọi người sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi từ cái chuyện mà chúng ta uống nước mà đã được trì chú như thế này. Chính bản thân mình đã từng được thử và mình đã thực hành và mình cảm thấy là nó có hiệu quả, và mình muốn chia sẻ cái phương pháp này để mọi người có thể hiểu biết cũng như là thực hành một cái phương pháp chữa bệnh tốt, hiệu quả mà rất là đơn giản mà bất kể ai cũng có thể thực hiện được. Trước tiên thì bạn cần chuẩn bị một cái ly nước sạch hoặc là một chai nước sạch. Nếu mà muốn tăng hiệu quả hơn thì mọi người có thể mua thêm những cái ly nước đã được khắc chú Đại Bi hoặc là chú Dược Sư. Mọi người có thể lên các cửa hàng online điện tử để mua. Thì những khi mà sử dụng những cái ly nước mà đã được in cái hình chú như thế này thì cái hiệu quả của nó chắc chắn sẽ mang lại rất là nhiều lần. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng những cái ly nước bình thường mà chúng ta hiện có ở trong nhà. Thì mình sử dụng nước lọc, không sử dụng nước trà hay là những cái loại nước khác nhé. Chỉ sử dụng nước lọc tinh khiết thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái ly nước này trước mặt và trì tụng 21 lần biến chú Đại Bi và 21 lần biến chú Dược Sư. Nếu như mọi người có thời gian thì có thể tụng nhiều hơn, càng nhiều càng tốt. Sau khi mà tụng xong thì chúng ta sẽ dùng cái ly nước này uống vào cơ thể và nó sẽ giúp chúng ta trị được những cái chứng bệnh. Nếu như mọi người không có khả năng đọc hoặc là trì chú thì mọi người có thể bật cái video về bài tụng chú Dược Sư hoặc là chú Đại Bi lên để nghe thụ động và cho cái ly nước đó nghe cùng. Một cách làm rất là đơn giản nếu như mà bạn không có nhiều thời gian, và nó vẫn có hiệu quả như thường.
Hy vọng là qua cái video này thì mọi người sẽ biết thêm được một cách chữa bệnh, một mẹo chữa bệnh giúp sức khỏe của chúng ta trở nên tốt hơn. Tất nhiên nếu như mà bạn không có bệnh thì vẫn có thể thực hiện được cái phương pháp này. Nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!